Đau sót trước những lời chăn trối cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính chào quý vị khán giả. Quý vị thân mến, vậy là sau một thời gian dài vừa điều hành công việc, vừa điều trị chăm sóc bản thân thì cuối cùng sức khỏe của bác Trọng đã không thể cầm cự được nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông đã có nhiều câu nói thấm thía về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trái tim của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ Cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình, đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đây quả là một điều đáng tiếc và đau xót với toàn thể dân tộc Việt Nam. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí Thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều câu nói thấm thía về công cuộc xây dựng đất nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Vậy, trước khi đổ bệnh nặng và ra đi, Bác trọng đã có những lời dặn dò nào? Trong thời gian bác trọng còn đủ sức khỏe để làm việc, bác đã để lại rất nhiều câu nói đáng suy ngẫm cho toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta. Và nổi bật trong số đó chính là câu nói: Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Càng đọc và suy ngẫm, chúng ta mới thấu hiểu được thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc là một phạm trù thuộc hình thái ý thức đạo đức nên khái niệm hạnh phúc mang tính lịch sử xã hội. Việt Nam đang trên chặng đường của sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu trong đó quan niệm như thế nào về hạnh phúc? Hạnh phúc của con người là gì? Những điều kiện nào để cho con người được hạnh phúc? Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có một câu nói vô cùng thấm thía: Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng như trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bác Trọng cũng để lại rất nhiều câu nói cho thế hệ cán bộ mai sau. Khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giữ vị trí đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phải đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, kiên trì rèn luyện đức tính liêm khiết của người cán bộ, công chức, xây dựng và tuân thủ nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức công vụ. Phải dây lên trong dư luận xã hội phê phán nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng, giáo dục tinh thần trọng danh dự, biết xấu hổ, đau khổ vì tham nhũng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh. Những năm sau đó, công tác phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Nhiều cán bộ cao cấp vi phạm bị kỷ luật, trong đó có cả Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, kỷ luật cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang, làm nghiêm từ trên xuống dưới. Việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Theo lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư đặc biệt yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài. Thật sự cần, liêm chính, trí công vô tư. Thật sự tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo. Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 21-2026, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị toàn quốc, các cơ quan nội chính triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đến đầu tháng 12 năm 2021, tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 4 khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng mọi thái độ nể nang né tránh ngậm miệng ăn tiền hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đà kích người khác gây dối nội bộ đều là không đúng theo tổng bí thư xây dựng chỉnh đốn đảng là công việc xây dựng tổ chức xây dựng con người là công tác con người rất dễ đụng chạm đến danh dự lợi ích quan hệ của con người đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự phê bình phân tích mổ xẻ những ưu khuyết điểm của chính bản thân mình phải nhận xét đánh giá về người khác nếu không thật tự giác chân thành công tâm khách quan thì rất dễ chủ quan thường chỉ thấy ưu điểm mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác trong khi chỉ thấy khuyết điểm mặt yếu của người khác nhiều hơn mình tôi nhớ nhà văn nga maxim gorky có nói con người hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao nhưng con người cũng có không ít tật kém một miếng không chịu được miếng ăn là miếng tồi tàn mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu vì vậy thường rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ, Tổng Bí thư nói. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong 10 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát: Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn và thực sự đã trở thành phong trào xu thế, không thể đảo ngược đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng và xây dựng làm trong sạch đảng và bộ máy nhà nước chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sạch đã chót nhúng chàm và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng thiếu bản lĩnh thiếu kiến thức và kinh nghiệm tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu cùng với sự nghiêm vi phạm nhốt quyền lực vào trong lòng cơ chế thể chế tổng bí thư lưu ý công khai minh bạch trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền lực được vận hành đúng đắn, không bị tha hóa. Để chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã quyết định chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, đa, tiêu cực. Chỉ sau một năm, kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực ở địa phương đã có sự chuyển biến rõ nét. Từ sau khi các ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, không còn tình trạng nhẹ trên, nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây, góp phần quan trọng từng bước khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Giờ đây, trên nóng dưới cũng ngày càng nóng lên. Đạt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, ngày 19 tháng 6 năm 2023 tổng bí thư yêu cầu đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi cho rằng nếu đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực quá mạnh sẽ làm cản trở sự phát triển làm nhụt trí sự sáng tạo những biểu hiện làm cầm chừng phòng thủ che chắn giữ an toàn né tránh đun đẩy trách nhiệm né, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nếu ai có tư tưởng ấy thì hãy sớm đứng sang một bên để người khác làm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh. Chia sẻ khi nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào ngày 2 tháng 2 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xin nguyện suốt đời phấn đấu, hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như lời của một bài hát nếu là hoa hãy là hoa hướng dương, nếu là chim hãy là chim cầu trắng, nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu là người hãy là người cộng sản.